chuyên đề du lịch qua radio 30 biên tập chuyên đề du lịch qua radio kính chào quý vị và các bạn Chuyên đề này được phát sóng cùng giờ từ 8 giờ đến 8 giờ 30 thứ bảy hàng tuần Trong chuyên đề hôm nay sẽ có những thông tin du lịch đáng chú ý sau đây Dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch lữ hành. Bình Thuận, một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam với nhiều điểm đến tuyệt đẹp du lịch Nhật Bản ngắm hoa lavender, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng và lan sang một số địa phương đã một lần nữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch lữ hành. Hàng chục ngàn tour du lịch đã bị quản, bị quỷ do tâm lý lo lắng của du khách. Trước tình hình đó, Tổng cục Du lịch, các cơ quan quản lý du lịch địa phương và các hiệp hội đang khẩn trương nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho khách du lịch, đồng thời giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp. Dịch COVID-19 tái phát ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động du lịch. Nhiều chuyên gia trong ngành nhận định đây là một cú đánh bồi đối với ngành du lịch sau thời gian nhen nhóm hồi phục, thậm chí thiệt hại lần này sẽ còn lớn hơn khi hồi lực của nhiều doanh nghiệp đang cạn kiệt dần sự suy yếu và đứt gãy của chuỗi giá trị du lịch sẽ mang lại tác động tiêu cực làm giảm sức phục hồi của ngành trong giai đoạn hậu Covid-19. Hơn lúc nào hết, vào lúc này, cả ngành du lịch cần đồng lòng với tinh thần trách nhiệm, chung tay chia sẻ, đảm bảo lợi ích của cả du khách và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Sự đoàn kết nhất trí của toàn xã hội dưới sự chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt của đảng nhà nước đã mang lại thành công trong khống chế dịch COVID-19 giai đoạn 1 cần tiếp tục được phát huy để phục hồi hoạt động kinh tế xã hội, trong đó có du lịch. Ước tính hơn 31.000 khách của các công ty du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh hủy tour, thậm chí nhiều chương trình đi Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội, Đà Lạt cũng bị hủy. Theo hiệu ứng dây chuyền, các điểm đến bắt đầu gián khách. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết báo cáo sơ bộ của 11 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch lữ hành trên địa bàn cho thấy các doanh nghiệp đều gặp tình trạng khách hủy chương trình du lịch hàng loạt ngay các doanh nghiệp khác như Bến Thành Tourist, Lữ Hành Phai Đi, Công ty Du lịch Hòa Bình, Công ty Du lịch TST, Công ty Đất Diệt cũng có từ 5.000 khách quỹ trở lên, không chỉ quỹ tour Đà Nẵng, các tour tuyến khác trong tháng 8 và tháng 9 năm 2020 bị quỹ tăng cao, thậm chí lan ra các chương trình du lịch đi Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội, Đà Lạt, các tỉnh miền Tây. Theo đánh giá của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần này tác động tới ngành du lịch là rất lớn. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều vừa quay lại hoạt động yếu ớt sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc và Hội An là năm địa điểm của Việt Nam đoạt giải thưởng cho du khách bình chọn của chuyên trang đánh giá du lịch và đặt phòng trực tuyến nổi tiếng thế giới Trip FV Đây là giải thưởng cao quý của Trip FV Shaw, là những hạng mục tốt nhất được lựa chọn trên tổng hợp tất cả đánh giá, xếp hạng và nội dung lưu trữ mà khách du lịch trên toàn cầu chia sẻ về khách sạn, điểm đến, danh thắng, và cả các thương hiệu và sản phẩm. Ngoài ra, trong các hạng mục bình chọn trong giải thưởng lần này, ba khách sạn của Việt Nam đoạt giải: Hà Nội La Cesta Hotel S3, La Cesta Hội An Resort S3 và Gemavo Hotel S3. Bên cạnh đó, lần đầu tiên du thuyền vườn truyền thống Emperor Resort trên vịnh Nha Trang cũng được nhận giải thưởng danh giá trong cuộc bình chọn năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, theo tổ chức giải thưởng du lịch thế giới. World Travel Award. Năm nay Việt Nam tiếp tục được đề cử tại hàng một điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Nhân quá ẩm thực Việt phong phú, đa dạng, tinh tế là vậy nên không ngạc nhiên khi các món ăn Việt lại được các thực khách quốc tế ca ngợi và đánh giá cao. Kênh truyền hình CNN Mỹ bình chọn ẩm thực của Việt Nam là một trong 10 nền ẩm thực tuyệt nhất trên thế giới. Tạp chí du lịch Mỹ Condena Traveler từng ví von rằng món bánh mì của Việt Nam là một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới hay như món phở của Việt Nam được tạp chí danh tiếng Business Insider bình chọn là một trong những món phải ăn thử một lần trong đời. Nem rán cũng được kênh truyền hình CNN bình chọn là một trong 10 món ăn được du khách yêu thích nhất thế giới. Chuyên gia về thương hiệu hàng đầu thế giới, Philip Kotler đã từng đến thăm Việt Nam và gợi ý hãy đưa Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới để thu hút khách du lịch đến Việt Nam. Hiện nay, cổng bình chọn Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2020 đang được mở tại địa chỉ www worldtravelaward com post Độc giả có thể truy cập và bình chọn cho ẩm thực Việt tại hàng mục điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Sự bình chọn của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu mến ẩm thực Việt sẽ góp phần gia tăng cơ hội ẩm thực Việt tiếp tục được chinh danh ở hàng mục giải thưởng danh giá này. Tại diễn đàn Kinh tế ASEAN 2020 và dạ lễ công bố tôn vinh ASEAN, Adwa, 2020 được tổ chức trọng thể ở Hà Nội vào cuối tháng 7. Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist Group, dinh dự đón nhận hai hạng mục giải thưởng cao quý, top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN và thương hiệu nổi tiếng ASEAN. Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2020 là một trong số các diễn đàn quan trọng của năm ASEAN 2020, năm Việt Nam dinh dự đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN diễn đàn kinh tế ASEAN 2020 và lễ tôn vinh ASEAN Expo 2020 là một sự kiện lớn được tổ chức thường niên tại các quốc gia ASEAN nhằm cung cấp thông tin nâng cao vị thế cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực ASEAN. Tại diễn đàn và lễ trao giải, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tìm kiếm thị trường, đối tác, phương thức xuất tiến thương mại mới cũng như nỗ lực tìm giải pháp ứng phó với những thách thức trước tác động của đại dịch Covid-19. Cơ chế tương tác này được tiến hành thông qua các cuộc trao đổi với đại diện cơ quan chính phủ Việt Nam, đại sứ quán các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc và các nước khu vực ASEAN khác tại Việt Nam, cũng như các tổ chức ngoại giao, các hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam. Hai giải thưởng ASEAN EQUA 2020 cho thấy sự đánh giá, ghi nhận khách quan của cộng đồng kinh tế khu vực ASEAN dành cho tập đoàn Saigon Tourist Group. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên, du thuyền buồm truyền thống Emperor Brusti nhận giải thưởng danh giá Chip Advisor 2020 Traveler's Choice do khách hàng bình chọn. Chip Advisor 2020 Traveler's Choice là giải thưởng hàng năm dựa trên hàng ngàn bình luận và ý kiến đánh giá của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay Emperor Brusti là một trong top 10 du thuyền tốt nhất tại Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này. Emperor Brucey là du thuyền đầu tiên tại Nha Trang, Khánh Hòa được thành lập vào năm 2015 lấy cảm hứng từ cuộc đời và lối sống dương giả của hoàng đế Bảo Đại, vì hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn. Thượng hoàng có nhiều dinh thự khắp cả nước, trong đó có biệt điện cầu đá, Nha Trang, Emperor Bruiser đáp ứng 50 khách cho hai hải trình, hải trình khám phá dịnh Nha Trang trong ngày và du ngoạn chiều tối ngắm hoàng hôn, thưởng thức cocktail tận hưởng ẩm thực và không khí âm nhạc giữa biển khơi trên một trong những dịnh đẹp nhất thế giới. Sắp tới Emperor Bruiser, Emperor Bruiser để mở rộng kinh doanh ở Phú Quốc, Kiên Giang và quần đảo Cát Bà Hải Phòng, những trải nghiệm du thuyền độc đáo phục vụ khách du lịch trong nước và sẵn sàng đón khách quốc tế khi du lịch quốc tế đủ điều kiện mở cửa trở lại. Mới đây tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông CMA toàn cầu đã ký thỏa thuận hợp tác về quảng bá điểm đến sản phẩm dịch vụ du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần thu hút, kích cầu du lịch nội địa. Đây cũng là hoạt động hướng tới tương lai nhằm nỗ lực phục hồi thị trường du lịch sau khi dịch COVID-19 qua đi. Theo đó, Tổng cục Du lịch và công ty Jessica Minh Anh sẽ phối hợp triển khai sản xuất chương trình truyền hình thực tế Jessica Minh Anh Coming Home nhằm quảng bá các điểm đến du lịch tiêu biểu hấp dẫn của Việt Nam trên các kênh truyền thông của Tổng cục Du lịch trong nước và quốc tế, cũng như tại các sự kiện do Tổng cục Du lịch hoặc CMA tổ chức và tham dự. Đây là bước chuẩn bị để xuất tiến quảng bá phục hồi du lịch Việt Nam khi điều kiện cho phép. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Giang Siêu đánh giá với việc hợp tác này sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Chương trình của Sexica Minh Anh được đánh giá phù hợp với định hướng truyền thông mà du lịch Việt Nam hướng đến trong giai đoạn phục hồi hậu COVID-19 đó là truyền tải thông điệp Việt Nam an toàn với những nét đẹp về di sản văn hóa, ẩm thực con người Việt Nam và quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam bền vững và cao cấp. Thưa quý vị và các bạn, trước khi sang Vancouver nhận nhiệm vụ vào tháng 9 tới, Tổng lãnh sự Nguyễn Quang Trung mong muốn có sự trao đổi chặt chẽ hơn với Tổng cục Du lịch để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về du lịch Việt Nam-Canada trong nhiệm kỳ tới, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam nói riêng cũng như phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nói chung. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Giang Siêu cho biết, Tổng cục Du lịch sẵn sàng cung cấp cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm, quảng bá du lịch Việt Nam cho lãnh sự quán Việt Nam tại Canada. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Giang Siêu kỳ vọng thông qua lãnh sự quán để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút thị trường khách Canada đến với Việt Nam sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát trên thế giới. Tổng lãnh sự Nguyễn Quang Trung cho biết lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver sẵn sàng làm đầu cầu tại Canada để kết nối các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam sau khi tình hình dịch bệnh được khống chế, đồng thời đề xuất Tổng cục Du lịch góp phần thúc đẩy sớm có đường bay thẳng trực tiếp Việt Nam-Canada tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng cường trao đổi khách giữa hai nước trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, chưa kịp hồi phục sau giai đoạn giãn cách xã hội, phòng dịch COVID-19, các doanh nghiệp ngành du lịch lại tiếp tục gồng mình, ứng phó khi dịch bước vào giai đoạn mới. Chỉ sau hơn một tuần dịch COVID-19 bùng phát, khách du lịch đã quỹ tour hàng loạt. Theo ghi nhận, tại các hãng lữ hành, lượng khách quỹ quản các tour nội địa của các công ty trong tháng 8-9-10 đã đến 90%, trên tất cả các hành trình, trong những ngày qua, nhiều doanh nghiệp chỉ đang tập trung tối đa để xử lý những yêu cầu về quỹ quản tour của khách, không chỉ chịu thiệt hại nặng nề. Do khách quỹ tour hàng loạt, khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp lữ hành lúc này là xoay sở tìm các phương án bồi hoàn tiền tour. Anh Phạm Hải Quỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam, Giám đốc Công ty Du lịch Dân Hải Xanh cho biết. Thời điểm này có là một cái khó khăn vô cùng của ngành du lịch và gần như tất cả khách hàng của tất cả nơi đều hoãn và hủy, đa phần hủy Đấy, bởi vì cái du lịch thời điểm này có nó khách hàng trước đã dính cái dịch rồi và lần này cả họ cảm thấy không an toàn. Chị Trần Thị Thu Lan phó tổng giám đốc công ty SP Travel nói: Tôi nghĩ rằng là tâm lý chung thì ai cũng vậy, họ cũng sẽ có cái tâm lý hoang mang và dẫn đến cái việc là mất kiểm soát hoặc là thiếu bình tĩnh trong cái việc là là là, là gọi là đòi lại tiền cọc ban đầu khi mà, mà 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 đặt cọc để mua tour. Đó thì cái đấy thì nó lại phụ thuộc vào cái cách giải quyết khiếu nại khách hàng của mỗi đơn vị làm du lịch thôi. Theo đánh giá của các đơn vị, mức độ ảnh hưởng thiệt hại đối với du lịch trong đợt dịch thứ hai này nghiêm trọng và tác động nặng nề hơn so với đợt dịch lần đầu tiên bởi các đơn vị đã rất khó khăn từ giai đoạn trước. Với tình trạng hiện nay đã có những doanh nghiệp xin rút vốn để trang trải khó khăn. Anh Nguyễn Hữu Cường, tổng giám đốc công ty du lịch quốc tế Tràng An nói: tôi cũng rất mong là bên cơ quan quản lý nhà nước mà có những cái chính sách cụ thể để làm sao mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch để uh, chúng tôi có thể một nếu trường hợp mà xấu nhất xảy ra đó là khách hàng mà đòi bỏ tour hàng loạt thì chúng tôi cũng có những cái biện pháp để uh, làm sao mà hoàn được tiền về cho khách hàng. Uh, và chúng tôi hoàn được tiền thì chúng tôi không phải bỏ vốn đối ứng ra bởi vì rõ ràng hiện tại thì tiền bây giờ chúng tôi đã chuyển cho bên các đối tác mà trong khi đó thì là chúng tôi chưa lấy được tiền về. Chị Nguyễn Thị Đức Hậu, giám đốc nhân sự khách sạn Hà Nội Golden Black bày tỏ. Biết được cái thông tin về Đà Nẵng có ca đầu tiên và sau đó là đến cái tiếp theo là thông tin ở Hà Nội có ca thì nói thật một câu là ngày hôm đấy mình đã gặp tổng đốc rồi mình khóc luôn. Bởi vì cái cảm tác của cái người làm nhân sự ấy, khi mà lại nghĩ rằng phải lại mình ngồi lại biết từng bộ phận một, từng nhân viên một để lựa chọn xem là ai sẽ là người tiếp tục làm việc, ai sẽ là người được đi làm, ai là phải là người nghỉ thật sự là nó rất là sốt. Nhiều đơn vị lữ hành cũng đề xuất sau chương trình kích cầu với hiệu ứng rất tốt là người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, lúc này ngành du lịch nên có thêm cuộc phát động người Việt Nam chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Còn hiện tại, một trong những cách chia sẻ khó khăn là khách hàng lùi tour đến thời điểm phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh trên biển, khí hậu quanh năm nắng ấm, nhiều bãi biển sạch đẹp, cảnh quan tự nhiên và thơ mộng, giao thông thuận lợi, Bình Thuận đang là một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam mặc dù bình thuận không phải là điểm đến xa lạ với nhiều du khách nhưng vẫn còn nhiều điểm đến tuyệt đẹp có thể bạn chưa biết chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bình thuận có gì đặc sắc cù lao câu là một thiên đường mới nổi đang gây sốt gần đây với tất cả những người ham mê du lịch quang sơ bí ẩn thú vị là những điểm ấn tượng mà cù lao câu mang đến cho những người đã đặt chân đến đây cù lao câu thích hợp cho những ai thích khám phá vẻ đẹp của biển yêu thích cảm giác mạo hiểm đảo phú quý được thiên nhiên ưu đãi không những về tài nguyên mà cả những danh lam thắng cảnh ấn tượng đầu tiên của bạn khi đặt chân đến đây là khung cảnh rất quan sơ và gần như chưa có sự đụng chạm của các dịch vụ du lịch chuyên nghiệp đảo phú quý sở hữu những bãi biển trong vắt bãi cát dài mịn màng và nhiều rặng san hô màu sắc tuyệt đẹp bãi biển ở cổ thạch là một quần thể đá và cát với những bãi đá gồm nhiều loại đá nhỏ tròn dẹp nhiều màu sắc nên được người dân địa phương gọi là đá bảy màu bãi đá bảy màu là điểm thu hút nhất của cổ thạch và là một trong những cảnh quan độc đáo của việt nam giới biển xanh không khí trong lành ngọn hải đăng hoài cổ bãi đá vàng phơi mình trong nắng cùng làn gió tươi mát sự yên bình nơi mũi kê gà bình thuận chắc chắn sẽ giúp bạn quên hết mệt mỏi buồn phiền trong cuộc sống hàng ngày khi thủy triều rút mũi kê gà như một phần của đất liền khi để lộ ra một dải cát nối hai phần với nhau Đồi cát mũi né còn gọi là đồi cát bay ở mũi né, đồi cát hồng mũi né, đồi cát vàng mũi né. Đây được coi là đồi cát có một không hai ở Việt Nam, bắt nguồn từ mỏ sắt cổ tồn tại hàng trăm năm kiến tạo nên. Nơi đây được gọi là đồi cát bay bởi hình dáng của đồi cát thay đổi theo giờ, theo ngày, theo tháng, không có hình dáng nhất định. Việc hình dáng đồi cát thay đổi là do gió bào mòn và thổi bay lớp cát mỏng manh phía trên Khu du lịch núi Tà Cú ở Bình Thuận hiện nay cũng là địa điểm thu hút rất nhiều du khách đến đây để khám phá, tham gia các trò chơi giải trí và hành hương lễ Phật. Nếu có cơ hội đến với thành phố Phan Thiết Tân Thương, bạn hãy thử một lần đến tham quan khu du lịch núi Tà Cú, một địa danh không mới nhưng rất hấp dẫn đối với hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước. Bạn sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh tựa như một bức họa kỳ dĩ. Bầu trắng được bao quanh bởi những triền cát trắng với cái nắng cái gió được thiên nhiên ban tặng khiến cho hồ đẹp đến tuyệt vời giữa cái nắng chói chang rồi các hiện lên một vẻ mông lung ảo diệu những triền cát cao rộng mênh mông cứ trải dài ngút mắt các nơi đây ngày xưa mang sắc vàng sau dần dần chuyển sang màu trắng tinh khiết với những hồ sen rộng lớn giữa sa mạc cát làm cho cảnh sắc càng thơ mộng một địa điểm khác mà du khách không thể bỏ qua khi đến đây đó chính là làng chài mũi né không chỉ là địa điểm du khách có thể mua được hải sản tươi ngon giá rẻ, mà còn có thể tìm hiểu về đời sống người dân dùng biển và ngắm nhìn cảnh thiên nhiên độc đáo ở vùng miền biển. Đến du lịch Phan Thiết, có một địa điểm mang nét văn hóa dân tộc Chăm rất đặc biệt và mới lạ mà du khách không thể bỏ qua, đó chính là tháp Ponagar. Tháp Chăm Ponagar là một công trình kiến trúc của Vương quốc Champa có giá trị nghệ thuật, lịch sử văn hóa kiến trúc nên đã dần trở thành điểm tham quan hấp dẫn du khách khi có dịp đến với thành phố Phan Thiết. Suối Tiên Mũi Né cũng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết, mang một cảnh sắc tuyệt đẹp với vẻ đẹp tự nhiên hùng dĩ và lạ mắt, với dòng nước nhuộm màu phù sa uốn lượn quanh những triền núi sừng sững hai màu trắng đỏ. Xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới, Việt Nam mở cửa công viên tượng cát Forgotten Land, tiêu hoành tráng, với quy mô rộng lớn, hứa hẹn là điểm du lịch phan thiết cực kỳ hấp dẫn, hội tụ các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc công viên tượng cát sẽ là một điểm dừng chân yêu thích của mọi du khách, đặc biệt là giới trẻ. Công viên Đồi Dương Phan Thiết là một bãi tắm nằm ngay trung tâm thành phố biển hấp dẫn khách du lịch bởi những bãi cát trắng xen lẫn đồi đất thấp. Phải dần hướng ra biển, với đặc điểm bờ biển nông, cát khoải sống êm dịu, làng nước trong xanh sẽ khiến bạn thực sự bị ấn tượng và cuốn hút ngay khi đến thành phố biển xinh đẹp này. Các bà tọa lạc tại xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cách Sài Gòn khoảng 140 km. Nơi đây nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông nên vẫn giữ được khung cảnh quan sơ đến kỳ lạ. Thác Bà có 9 tầng, mỗi tầng cao từ 15 đến 25 mét. Toàn cảnh Thác Bà bình thuận, trông như một dải lụa trắng mềm mại chảy giữa núi rừng hùng dĩ. Đây cũng là một địa điểm bạn không nên bỏ qua khi đến Bình Thuận. SỐ tay du lịch quý vị và các bạn, du lịch Nhật Bản ngắm hoa lavender, quải hương, loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu. Đối với nhiều người, nó còn hàm chứa ý nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu. Thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa quải hương là vào khoảng từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8. Cánh đồng hoa quải hương trên cao nguyên Tampara, Nhật Bản có khoảng 50.000 hoa lavender nở rộ mỗi hè tuyệt đẹp chắc chắn sẽ cho bạn bầu không gian thơ mộng bình yêu, bình yên lavender, quải hương là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng, tức xứ từ vùng địa trung hải đầy nắng gió. Nhật Bản nổi tiếng thu hút hàng ngàn du khách. Với các cánh đồng lavender, một trong số đó phải kể tới là công viên Tampara tại Gunma. Numata là một thành phố nằm ở phía bắc tỉnh Gunma của Nhật Bản. Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, thảm qua rực rỡ của lavender bao phủ khắp sườn Tambara một trong những công viên hoa quải hương lớn nhất trong khu vực Tô. Tại Cung Na, các cao nguyên của Tambara nổi tiếng là nơi trượt tuyết trong những tháng mùa đông. Trong suốt mùa hè nơi đây trở nên rực rỡ bởi hơn 50.000 bụi cây hoa quải hương với nhiều chủng loại khác nhau. Khách du lịch đến tham quan có thể trải nghiệm ngắm toàn cảnh dường hoa từ trên cáp treo dùng để dựng chuyển khách trượt tuyết vào mùa đông. Một khung cảnh đầy hoàng mục giống như các bộ phim lãng mạn bạn vẫn thấy giới thảm hoa trọn diện, trải dài tích tắp. Khi ghé vào các cửa hàng quà tặng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy mọi thứ từ hoa quải hương, từ xà phòng thơm cho đến những bó hoa quải hương khô. Gần khu dược lối ra, có một cửa hàng thảo mộc bài bán những giống cây lavender, hoa chậu và thảo dược đặc biệt khác. Tại đây có hai nhà hàng phục vụ ăn uống cho du khách, một là nhà hàng Heathland Garden, phục vụ pizza, burger, và đặc biệt là kem hương vị lavender vô cùng hấp dẫn. Nếu bạn đang thực sự muốn thưởng thức ẩm thực tại đây, hãy bắt đầu từ Tambara Pulkerkin. Chắc chắn đồ ăn của nhà hàng sẽ không làm bạn thất vọng. Thức ăn đủ để một gia đình 4 người ăn no nê với giá cả phải chăng. Nhà hàng thứ hai khá hấp dẫn, Rest House, mang phong cách ẩm thực phương Tây, cung cấp một loạt các món ăn cho gia đình, bao gồm các món nướng và bánh mì cá su. Ngoài ra còn có một nhà hàng soba và udon trong trong rest house phục vụ bát bánh mì truyền thống của Nhật Bản. Nếu bạn không có thời gian để dừng chân tại các nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức kem với hương vị lavender thơm ngon được bán tại các quầy gần lối vào. Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, bạn sẽ được thỏa sức ngắm cánh đồng qua quải hương trên cao nguyên Tambara với khoảng 50.000 qua lavender nở rộ mỗi mùa. Những cánh đồng hoa lavender tuyệt đẹp chắc chắn cho bạn bầu không gian thơ mộng, bình yên cùng đắm chìm trong hương hoa quải hương, dịu dàng quyến rũ. Nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên, mê mẩn với loài hoa tím ngào ngạt này, thì nơi đây là thiên đường trần gian dành cho bạn. Những cánh đồng hoa lavender trên cao nguyên Tambara trải dài và rộng, san sát nhau, nhìn như chả có ranh giới gì cả. Vào tháng 7, khi hoa nở rộ, thì cả khu vực trông như một biển hồ màu tím biếc, và tỏa hương thơm dễ chịu. Bạn nào yêu màu tím, màu hồng mà lạc vào đây thì chỉ có gào thét sung sướng mà thôi. Nếu có dịp, bạn hãy khám phá một chuyến du lịch tới Nhật Bản xinh đẹp để thưởng thức vẻ đẹp nồng nàn quyến rũ của hoa lavender, rải rác trong các nông trại hoa quải hương đều có các tiệm cà phê nho nhỏ và ấm cúng. Nếu đi ngắm qua mỗi chân rồi thì bạn có thể ghé vào nhâm nhi tách cà phê và chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên nơi đây. Nhật Bản xứ sở quan đào vẫn luôn là địa điểm thu hút rất nhiều du khách trên thế giới. Bạn sẽ bị chốn ngợp bởi các thành phố hiện đại sầm uất như Tokyo, Yokohama hay tham quan những vùng đất đậm nét truyền thống cổ kính như Kyoto, Nagoya hoặc đắm mình giữa cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp của núi Phú Sĩ và các suối nước khoáng nóng. Công viên qua quải hương Tambara là công viên qua quải hương lớn nhất khu vực Kanto, có thể dễ dàng di chuyển từ Tokyo mất khoảng 2 giờ. Công viên cao 1.300m so với mực nước biển nằm tại thành phố Namata của tỉnh Goma. Bạn có thể tận hưởng loài hoa mùa hè này với không khí mát lành của vùng cao nguyên. Nằm ở Cung cánh đồng hoa quải hương này chính là nơi đẹp nhất ở Kanto mà bạn có thể ngắm hoa quải hương. Đồng hoa có năm dạng bông hoa quải hương cùng với góc chụp ảnh về phía ánh mặt trời mơ hồ tuyệt đẹp. Thời điểm đẹp nhất để tới đây là giữa tháng 7 và tháng 8. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được ngắm qua quải hương tận mắt, được hít thở không khí trong lành, cảm nhận phong cảnh và văn hóa Nhật Bản trực tiếp. Nhưng nếu cực chẳng đã, thì trong thời đại 4.0 này, ngắm cảnh từ xa cũng là lựa chọn không tồi cho cảm giác khá chân thật mà lại không tốn tiền và mỗi chân. Nếu đầu tư thêm một màn hình rộng lớn độ phân giải cao, bạn thậm chí có thể sống ảo check-in các kiểu với ứng dụng này. Nhật Bản là đất nước có ngành du lịch và công nghệ phát triển. Hầu hết các địa điểm du lịch đều được cập nhật với những hình ảnh và mùa đẹp nhất. Bạn có thể không chỉ ngắm qua quải hương mà còn có thể tham quan nhiều địa điểm khác của đất nước Nhật Bản. Năm 2020, bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chúng ta đã phải bỏ lỡ mùa quan đào gần như đẹp nhất, thơ mộng nhất từ trước đến nay. Nếu lại thêm một lần bỏ lỡ qua quải hương thì quả thật rất đáng tiếc. Thôi thì chúng ta hãy cùng dùng Google X trên thiết bị điện thoại hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ của Google X trên trình duyệt để có dịp ngắm qua quải hương. Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề du lịch cùng radio hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.